Hello, xin chào bạn, chào mừng các bạn đến với hệ thống Phúc OK số line 0932052893. Thì Phúc OK bên mình là chuyên cung cấp những dòng sản phẩm hỗ trợ sinh lý nam nữ nha bạn. Đặc biệt về cái dòng sản phẩm thuốc kích dục thì bên mình có trên 6 năm kinh nghiệm luôn, chuyên cung cấp những dòng sản phẩm chính hãng. Đó. Thì hôm nay giới thiệu đến các chàng trai một cái dòng sản phẩm mà giúp các bạn có thể gạ tình người tình người yêu, có thể kích thích cái ham muốn người tình người yêu lên và khiến cho họ chủ động hơn trong cái việc quan hệ. Đó, từ đó các bạn có thể gia tăng lên với phần tình cảm cho hai người ha. Thì cái Luhim này á, là một cái dòng sản phẩm nước hoa kích dục chuyên biệt dành cho các bạn nam giới ha, với một cái mùi hương là dịu nhẹ, cực kỳ là dễ chịu luôn, ngửi vào rất là dễ chịu. Cùng với đó là cái thành phần pheromone nha bạn. Thì cái thành phần pheromone này á, là cái loại kích dục khi mà người phụ nữ ngửi sâu vào, họ sẽ cảm thấy nôn nao rạo rực, bởi vì trong người á, sản sinh ra một lượng lớn hóc môn nữ giới estrogen, nên họ sẽ cảm thấy rất là ham muốn tình dục luôn. Và lúc đó là cái việc gạ tình hay là kích thích người phụ nữ cực kỳ là dễ luôn nha các bạn. Đó. Thì một chai này có thể sử dụng được khoảng từ 30 đến 35 lần. Đó. Luhim mỗi lần các bạn xịt khoảng 5 đến 6 hơi vào vùng vai gáy, vùng cổ áo hay là vùng cánh tay, những cái nơi mà người phụ nữ khi mà ngồi gần kế bên bạn á, có thể hít sâu vào, thì cái nước hoa này càng có hiệu quả nha các bạn. Và một cái lưu ý tiếp theo là khi các bạn đi chơi với người tình yêu của mình thì tốt nhất là ngồi hai bạn có thể ngồi trong một cái không gian kín, ngồi trong một cái không gian kín để cái hương nước hoa này cùng với cái thành phần pheromone này nó lưu giữ lâu hơn trong không khí, và người phụ nữ có thể hít sâu vào khoảng từ 10 đến 15 phút sau là họ có những cái dấu hiệu cho thấy được việc dục nè. Thứ nhất là tim đập nhanh này, mặt đỏ ửng nè, hai chân khép lại này, lời nói thì ấp áp úng, cùng với đó là bầu ngực sẽ cứng lại. Đó là những cái dấu hiệu cho thấy người phụ nữ đã bị kích dục, và người đàn ông chúng ta chỉ cần kích thích nhẹ nhàng hay là đụng chạm da thịt, nói những lời nói gạ tình thôi là chị em phụ nữ rất là dễ dàng chủ động trong việc quan hệ nha các bạn. Đó. Thì các bạn nào đang có muốn chinh phục người tình người yêu hay là muốn tạo thêm cái khoái cảm trong cái việc quan hệ, hay là người vợ của mình bị lãnh cảm trong cái việc quan hệ, thì các bạn có thể sử dụng những nước hoa kích dục này để họ lấy lại cái ham muốn tình dục và tăng thêm cái khoái cảm trong mỗi lần quan hệ nha các bạn. Đó. Thì các bạn nào đang có nhu cầu hãy liên hệ ngay số line 0932052893. Ngoài ra thì bên mình còn cung cấp những cái dòng sản phẩm như là D10 này, nước thuốc kích dục cực mạnh D10 hay là thuốc kích dục dạng viên. Đó, những cái dòng sản phẩm thuốc kích dục tốt nhất trên thị trường hiện nay. Thì giới thiệu cho anh em một cái dòng sản phẩm mà có thể giúp các bạn kéo dài thời gian quan hệ lâu ra hơn, có tên gọi là Dynamo Delay, chai xịt chống xuất tinh sớm. Thì chai xịt chống xuất tinh sớm này đến từ từ Mỹ và có công dụng là giúp các bạn nam giới kéo dài thời gian quan hệ. Thông thường thì nó sẽ giúp các bạn kéo dài từ 15 đến 20 phút. Đối với các bạn nào mà đang bị xuất tinh sớm, thời gian quan hệ quá ngắn từ 2 đến 3 phút, hay là bị dễ dàng bị xuất tinh sớm thì có thể sử dụng cái dòng sản phẩm này rất là hiệu quả luôn nha. Bởi vì nó chuyên trị cho các bạn nam giới bị xuất tinh sớm. Với cái thành phần là lidocaine nè các bạn, 13% nó sẽ, khi mà các bạn xịt lên đầu phần dương vật á, nó sẽ gây tê nhẹ lên phần nhạy cảm nhất của đầu dương vật, làm giảm cái độ nhạy cảm của đầu dương vật, và từ đó kìm hãm lại được cảm giác xuất tinh sớm nha các bạn. Thì các bạn khi mà sử dụng thì massage cho đầu dương vật thật là cứng cứng lên, dùng tay lắc đều chai thuốc, xong rồi mình xịt lên đầu dương vật khoảng từ 2 đến 3 hơi, sau đó dùng tay lại massage cho thuốc thấm vào đầu dương vật. Khi mà các bạn cảm nhận được cái đầu phần đầu dương vật của bạn hơi tê nhẹ 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 thì là thuốc đã có tác dụng và có thể kéo dài cái thời gian quan hệ cho bạn từ 20 đến 30 từ 15 đến 20 phút, rất là hiệu quả luôn. Thì các bạn nam giới nào đang có thời gian quan hệ bình thường thì vẫn có thể sử dụng được cái dòng sản phẩm này, bởi vì nó không gây bất cứ tác dụng phụ gì ha, chuyên trị xuất tinh sớm và kéo dài thời gian quan hệ cho các bạn nam giới, và sử dụng ngoài da nên rất là an toàn nha. Thì các bạn hãy liên hệ số line 0932052893, bên mình sẽ có nhân viên tư vấn hỗ trợ cho các bạn. Nếu các bạn đặt hàng, bên mình sẽ giao hàng toàn quốc trong vòng 3 ngày, thành phố Hồ Chí Minh thì bên mình giao trong ngày. Ngoài ra thì các bạn có thể kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Thì mình cũng xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.